Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh rất vinh dự được đón những đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau về tận cửa hàng thẩm âm những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vâng, sản phẩm tiếp theo rời cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ngày hôm nay là một cặp loa Onkyo Monitor 2000X. Vâng, của anh Nguyễn Văn Mến, anh đến từ Phong Khê, Bắc Linh. Vâng, anh áo kẻ đây nhá, là anh Mến, anh đến áo từ... Áo kẻ bên dưới, đừng quay bên trên. Anh đến từ Phong Khê, Bắc Linh. Vâng, hôm trước thì anh về cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cũng một lần, nhưng mà cặp loa thì cũng đã có chủ. Tiếp tục ngày hôm nay cửa hàng có đang là một có cặp Onkyo mới về. Thì anh Mến lại tiếp tục về với cửa hàng lựa chọn cho mình những sản phẩm mà anh yêu thích bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, cặp loa Onkyo thì có công suất thì rất là lớn nên những quý khách hàng rất là đam mê âm nhạc tôi đã lựa chọn được những sản phẩm cặp Onkyo có mặt Bombay cùng màu vàng. Loa được sử dụng 3 đường tiếng, 1 bass 34, 1 trung đôm rất khỏe gấu và 1 chép. Đúng là kinh nghiệm đấy. Vâng, bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Mỗi một vị khách đến với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh, vừa là quảng cáo những vị khách đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý khách hàng đã lựa chọn bên Trung tâm Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu tất cả các sản phẩm thì hãy liên hệ với cửa hàng theo những số điện thoại mà cửa hàng cung cấp. Vâng, cặp loa Onkyo Monitor 2000X. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết để cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc được biết. Và những quý khách hàng không về được với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì hãy đặt cho mình những sản phẩm rất là đẹp. Vâng, tuy những cặp loa thì có trọng lượng rất là nặng nhưng mà khi được vận chuyển về với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì còn rất là an toàn, thùng vách còn vuông, chưa sứt mẻ. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây để tiếp những đoàn khách tiếp theo đang có mặt tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.